Kính thưa sư phụ Thích Nhật Từ, con tên là Lê Cảnh Giang Thi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Phạm Hồng Thái, quận 5. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2019. Chúng con về chùa tham dự khóa tu búp sen từ bi. Chúng con được sư cô Nhuận Bình cho xem phim về cuộc đời sư phụ và dạy chúng con viết thư chúc mừng sinh nhật sư phụ. Con rất cảm động vì có được một người thầy như thế. Đó là một phúc đức lớn của đời con. Con kính cảm ơn sư phụ vì đã mở ra lớp búp sen từ bi để con có cơ hội được học những điều hay trong cuộc sống. Sư phụ đã dạy con biết yêu thương, biết vị tha, biết cảm ơn những đấng sinh thành. Vào 4 ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật của sư phụ, nên con muốn viết lá thư này với tất cả tấm lòng mình gửi lên sư phụ. Con mong sư phụ luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể giảng dạy cho chúng con. Sư phụ luôn là ánh mặt trời từ bi, luôn là người cha thứ hai trong cuộc đời của chúng con. Hình dáng một người thầy nhỏ bé với dáng đi nghiêm trang và đạo mạo đã để lại cho con một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Con cung kính cầu nguyện cho sư phụ có thêm được thật nhiều chùa giác ngộ thế này để chúng con được đi tham quan mỗi tuần, được tu búp sen từ bi tại mỗi chùa khác nhau. Con ước ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười thật tươi của sư phụ. Con xin cảm ơn sư phụ. Vâng, thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn Giang Thi và các bạn. Tất cả tụi con hãy cùng nhau quay mặt lại và dâng món quà lên cho bậc thầy cao quý của mình. Hai bạn hãy tiến lên và dâng quà lên cho sư phụ nào. Con cao bậc thầy chưa? Bậc thầy vẫn có thể là nhỏ bé, chưa bằng thì vẫn còn cao hơn. Bên trong hai hộp quà này là gần 400 lá thư của các búp sen từ bi gửi lên tặng cho sư phụ trụ trì. Và có thể tới đây nó sẽ được xuất bản thành một tập sách. Vâng, một tràng vỗ tay cho món quà dễ thương đặc biệt này.